Chào các bạn và anh chị, hôm nay thì em sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu về các mặt hàng và các sản phẩm nhà em đang có ở đây. Thì cách đây khoảng 4 tháng thì em có làm một cái video rồi, nhưng mà bây giờ thì em sẽ cập nhật lại những cái mặt hàng mới, đấy, những sản phẩm và những cái chương trình khuyến mại ưu đãi, đấy, những giá cả lại. Thì đây là cái bộ hôm nay em mặc lại cái bộ quần áo này. Thì ngày xưa ấy, thì thời cái làm đa cấp cách khoảng 10 năm về trước thì em rất thích mặc cái bộ quần áo này và đi xe đạp. Đấy, thì chung nhiều năm sau thì em khi em đi Nhật thì người ta đi học tiếng Nhật người ta bắt mặc cái này suốt mấy tháng liền, và đến lúc cưới, đến Tết, và đến Tết bây giờ hôm nay em mặc lại. Lâu mặc không sợ nó mốc. Đấy, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cái sản phẩm ở đây. Để giới thiệu với anh chị, đây là cái sản phẩm vải sấy nhà em. Đấy, vải sấy này thì em có quay rất nhiều video về cái vải sấy này rồi. Cái vải sấy này em mới bán với giá là 80.000 một cân, là bao gồm cái phí vận chuyển. Đấy, phí vận chuyển đến nhà anh chị luôn. Cho em một cân là 80.000, hai cân là 160.000, em chuyển đến tận nhà anh chị luôn. Thì em nói qua chút là cái vận chuyển ấy. Nếu mà chị mà ở cái khu vực cách ly này, đấy, khu vực vòng phong tỏa này, đấy, khu vực bị dịch ấy, là em không gửi được, còn lại là tất cả những cái chỗ khác em vẫn gửi bình thường hết. Đấy. Đây vải sấy thì em có hai loại, một cái loại ốp này. Đấy, trước thì em bán giá khác, nhưng mà từ bây giờ thì em bán giá chung bằng nhau. Cái ốp này nó không phải bị méo đâu. Đấy, sấy là nó ốp này. Đấy, cả quả tròn này. Nếu anh chị lấy quả ốp, quả tròn thì nhắn tin cho em. Đó. Đây là tiếp theo một cái sản phẩm thứ hai nhà em. Đây là cái bổ máu, cái cây bổ máu này thì em có quay video lấy trực tiếp ở trên giường ấy. Cái này thì các cụ từ chỗ em người ta dùng từ xa xưa. Cái này rất là tốt. Đấy là những người chóng mặt, đau đầu. Đấy, là dùng cái này rất là tốt luôn. Đấy, thanh nhiệt cơ thể nữa. Rất là... đây này, nước bổ máu đây, em đun là nó đỏ hồng như này. Đấy, và chị uống nhé. Cái này mình có thể uống hàng ngày được. Hay dành cho phụ nữ sau sinh hồi phục sức khỏe rất là tốt. Cái cây bổ máu này, ở đây là cái rượu cây bổ máu này, nó như này. Đấy, nó đỏ như này. Đấy, nhìn thấy không? Em này nó ngâm còn hơi đặc ấy. Nó ra cái màu thẫm này rồi, bình thường nó đỏ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp đến là cái sản phẩm nấm linh xanh nhà em đây. Cái nấm linh xanh này là có cái công dụng rất là tốt cho những người bị gan nhiễm mỡ, bị dạ dày, dạ tràng. Đấy, những người huyết áp cao dùng cái này rất là tốt luôn. Cái này thì cái sản phẩm rừng, cái nấm linh xanh của em là chuẩn rừng luôn. Là cái to nhất thì em bán với giá là 3,6 triệu 1 kg. Đấy, 3,6 triệu 1 kg. Cái này to này đường kính nó khoảng từ 15 trên dưới 15 cm. Đấy. Còn cái loại thứ hai là cái loại mà nó nhỡ nhỡ hơn. Đấy, nó khoảng đường kính nó khoảng 10 trên dưới 10 cm. Đấy, cái này là 2,6 triệu 1 kg. Đấy, em đã phơi khô và đóng gói hết. Còn cái loại thứ ba có là cái nhỏ hơn, nhỏ nhất này, là cái giá là 1,8 triệu 1 kg. Đấy, thì nó có đường kính khoảng nó khoảng 3 ngón tay này, khoảng trên dưới 3 ngón tay này. Đấy, và thêm một cái loại nấm nụ đấy là 750.000 1 kg. Đấy, 750.000 cái nấm nụ này thì em có hai loại, một cái loại cả cái cây như này, và một cái loại mà em hái sẵn này là 1 kg là 750.000. Thì cái này thì tất cả nấm linh xanh này mình có dùng là có thể là mình hãm trà thái lát ấy, hãm trà, hay là mình đun nước uống này, hoặc là mình ngâm rượu uống này. Nói chung cái này thì nó rất là đắng đắng ngắt luôn, nhưng mà nó công dụng rất là tốt. Đấy, những cái cây nấm linh như này ấy, thì rất là quý, và đi cả ngày thậm chí mới gặp được một cái, hoặc là không gặp cái nào luôn. Em cũng đi lấy, em đi tìm nhiều rồi. Đấy, cái này thì một mùa thì em lấy một chút và em gom thêm cái của người dân ở quanh này, hàng xóm nữa. Tiếp theo em giới thiệu anh chị một cái sản phẩm nha em. Đây là cái sim rừng. Sim rừng em lấy và em mang về sấy khô. Đấy, sấy khô như này. Cái này thì em có đóng gói, em hút thành công. Thì tất cả các sản phẩm ở đây thì chỉ riêng duy nhất là cái sim rừng em hút thành công được. Những cái khác thì em hút là nó bị châm kim, là nó thủng giá. Đấy, cái này bảo quản tốt. Và trước khi gửi anh chị thì em cũng phải em phải gói cái như này. Đấy, gói cái chống xốp để mà nó kiểu như đi khi mà va chạm nó hay bị xì hơi ấy. Đấy, em phải gói như này. Thì cái sim rừng này đây là cái rượu sim rừng đây. Đấy, sim rừng em ngâm được khoảng 1 tháng. Đây là sim khô. Còn cái sim tươi đây cũng nhiều anh chị bảo em ngâm, nhưng mà bây dịch là cũng chưa đổi được đi ấy. Đây cũng có mấy bình ở đây. Đấy, cái sim rừng này em bán với giá là 140.000 một cân, cả phí bao gồm phí ship, phí vận chuyển luôn đến nhà anh chị đây. Cái sim rừng này thì ngâm rượu là nó có công dụng rất là tốt, là kích thích tiêu hóa, ăn ngon ngủ ngon, và nó tăng cường sinh lý nữa. Thì cái này cũng có thể là mình tiếp khách được, nó ngon. Còn nó khác cái rượu này, nó hơi đắng. Đấy, nấm linh xanh ấy. Đấy. Tiếp đây là cái sản phẩm chuối rừng nhà em ở đây. Đấy, chuối rừng này thì em đã băm và thái lát phơi khô. Thì đây là toàn những cái quả mà chuối già mà cái hạt nó đen đen này. Đấy, cái chuối non ấy là khi băm ra thì nó ở cái hạt nó trắng trắng. Cái già này thì nó ngâm rượu thì nó chất lượng hơn. Đấy, cái này là chữa bệnh sỏi thận rất là tốt hơn. Đấy, mình có thể đun nước uống hoặc mình ngâm rượu. Cái này em bán với giá là 120.000 một kg. Đấy,
Còn đây là một túi 1 kg đây. Cái này hôm trước em cũng thử hút trên không mà không hút được anh chị ạ. Hút xong là nó kiểu nó có cái gai ấy, là nó chọc đi. Tiếp theo đến một cái sản phẩm mà nhà em, đây là cái mật ong khoái rừng chuẩn nhà em đây. Này có màu như này, hàng chuẩn luôn, thì cha này 1,5 lít nhưng em chỉ đóng 1 lít về khi vận chuyển ấy là nó tạo ra ga ở đây. Đấy, cái này thì em bán giá là 580 lít là cả phí vận chuyển luôn. Đó, thì lái chuối này cũng 120.000 một cân, là em cũng cả miễn phí vận chuyển đấy. Đấy, tiếp đến một cái sản phẩm nhà em, đây là cái nhân trần này. Cái nhân trần của nhà em đây này, uống nước rất là thơm ngon này. Cái này là nửa kg mà nó được nhiều như này. Cái này em bán với giá là 60.000 một cái túi này, đấy là nửa cân. Hai cái túi này là một cân là 120.000. Hai cái túi này rất là nhiều, uống theo phải được vài tháng, 3-4 tháng luôn. Thì mỗi lần mình uống ấy, mình đun một siêu, mình chỉ cho một vài cái cánh nhỏ thôi. Giới thiệu với anh chị, đây là cái măng nứa rừng nhà em. Đấy, cái này là nửa kg, hai túi này là 1 kg, em bán với giá là 350.000. Đấy, cái măng nứa rừng này ăn rất là ngon, chuẩn luôn. Đấy, cái này nhiều lắm, cái này đó, mỗi lần ăn một chút là mình kiểu mình ngâm ra, xong mình bung xương ấy, nấu vào thì nó rất là nhiều, nó nở ra. Đấy, cái này thì nhà em phơi là tầm khoảng trên dưới 20 cân tươi mới đưa được 1 cân khô này, nó rất là nhiều luôn. Hôm trước em làm bao to mà phơi là nó ngót ngót, sau ngót chỉ được 1 cân. Đấy, khoảng gần trên dưới 20 cân, 18 ấy, khoảng 20 cân tươi mới cân khô. Tiếp đây là cái cây bổ béo đen hay là cái sâm bảo ngọc. Đấy, cái này là để mình đun nước uống hoặc là mình có thể là mình ngâm rượu được, nó rất là tốt cho ăn ngon ngủ ngon, kích thích tiêu hóa này, hỗ trợ và tăng cường sinh lý. Cái này nó có cái mùi sâm đấy. Mỗi lần đun mình chỉ cho một vài cánh là rất là ngon. Uống nước nhà em có hay đun nước này uống. Cái này có giá là 260.000 một kg khô này. Túi này 1 kg. Đấy, thì giới thiệu với anh chị, đây là cái sản phẩm khô khắc khô nhà em. Đây em đã rửa sạch thái lát với khô. Cái này thì có công dụng rất là tốt cho những người ở bệnh về xương khớp ấy. Để hỗ trợ rất là tốt, mình có thể là đun nước hoặc là mình ngâm rượu uống. Đây là cái rượu khô khắc này, nó có màu như này. Đấy, đỏ tươi như này. Đó. Đấy, ngoài cái khúc khúc các này em bán với giá là 140.000 một kg cả cái phí vận chuyển này. Đấy. Ở bên dưới này là đây em có khúc các tươi. Khúc tươi này thì mình cũng là thái lát là mình ngâm rượu ấy. Anh chị nào có nhu cầu liên hệ em, thì cái này thì em bán 50.000 một kg. Đấy. Ở bên này thì em có cái rượu có 3 kích này. Đấy, 3 kích rừng, đây là nó có công dụng rất là tốt cho hỗ trợ tăng cường sinh lý phái nam và nữ này. Đấy, cái này. Đây là cái rượu 3 kích. Rượu 3 kích này. Đấy, bình thường chuẩn của nó là cái màu tím, nhưng mà bởi vì em là ngâm nó nhiều quá nên là bây giờ nó thành cái màu đen, kiểu nó đặc quá nên mình uống về mình pha ra cơ. Đấy, cái này thì 3 kg rừng em bán với giá là 420.000 một kg. Đấy, nói chung là bao giờ em gửi em phải gửi nhiều hơn anh chị, ví dụ 1 kg em phải gửi ra một chút, nhưng mà đến anh chị thì nó vẫn bị hao, bởi vì cái này nó khô bạn, để 1-2 ngày, 2-3 ngày có khi nếu mà dịch thì lâu á. À, còn bị hao đi nữa. Đấy. Tiếp đây là cái sản phẩm sâm cau nhé. Đây cả sâm cau với lại 3 kích này ấy, thì là ngày mai ấy thì em mới gửi cho anh dưới Hà Nội, thì em mới có đây. Chứ bình thường nếu mà anh chị đặt trước em mới có hàng tươi này. Đấy, đây sâm cau này. Đấy, sâm cau em rửa sạch thử 1-2 củ đây. Còn bình thường nó như thế này. Đấy, đây là cái rượu sâm cau này. Nó rất là tốt cho công dụng là đau lưng mỏi gối, tăng cường sinh lý mọi thứ này. Đấy, cái rượu sâm cau có màu đỏ hồng rất là đẹp luôn. Thì sâm cau em bán với giá là 120.000 kg. Đấy, rượu sâm cau đây. Ở bên trên này là cái cây mú tưng. Đấy, cái này cũng tốt cho về bệnh xương khớp. Cái này em bán giá là 100.000 một kg. Đây này là có cái hộp vải nha em, đây hộp long vải thiều đây, long vải thiều sấy, hộp nhỏ là em bán 30.000. Còn cái hộp to này là 1 kg, là trước khi em gửi anh chị em phải bọc này, là 60.000. Đấy, chưa bao hộp phí vận chuyển. Cái này thì em có đăng trên Shopee ấy. Giới thiệu với anh chị, đây là cái sản phẩm là nấm linh chi đen rừng tây yên tử của em ở đây. Đấy, cái này nó công dụng rất là tốt cho những điều hòa huyết áp này, về tim mạch, về gan, về thận, nó hỗ trợ rất là tốt. Đấy, cái này thì mình có thể là đun nước uống hoặc là mình ngâm rượu được. Em bán một túi 1 kg này là 1,3 triệu 1 kg này. Đấy, cái này là cái to, em chỉ có mấy cái này thôi. Cái này thì là nó không đắng nên nó dễ uống hơn cái những cái nấm linh xanh này. Đấy, nấm linh xanh nó đắng đắng ngắt, như cái này thì nó không đắng. Và cái này thì nói chung Trung Quốc người ta biết cách sử dụng, nhưng người ta thu gom rất là nhiều luôn, nhiều năm nay, có năm người ta còn mua đắt hơn cả cái nấm linh xanh cơ. Đấy, tiếp đây là cây muộn, em bán giá là 120.000 một kg. Cái này thì đun nước uống được rất là ngon, thanh nhiệt cơ thể rất tốt này. Bên này là ớt nhà em đây. Đấy, cái là nửa kg, hai túi là 1 kg, bán giá là 100.000, hai cái túi này là 1 cân ấy. Đấy, nói chung nhà em còn một chút này, còn khoảng chục cân nữa.
Đây là cái sản phẩm dứa rừng nha em, cái này thì có cái công dụng rất là tốt, hỗ trợ cho bệnh chữa về sỏi thận ấy. Đây, rất là tốt, mình có thể là đun nước uống hoặc mình ngâm rượu được. Đấy, cái này em bán với giá là 220 ngàn 1 kg này. Đó. Thì ngoài ra đây em còn có cái kim tiền thảo này, nhưng mà cái này em chưa khô nên em chưa đóng gói nữa. Em lấy về. Em vừa giới thiệu với anh chị qua cái sản phẩm cái da hàng em ở đây, thì một số cái thì em tự làm ra được, ví dụ vải sấy này em tự lấy được, tự làm ra được, và những cây bổ máu như sim rừng, như là cái mang ngày nấm này em lấy một chút nhân trần á, đấy thì là em tự làm ra được. Bây giờ em đi thu gom của những người dân ở hàng xóm đây thì em và phơi khô và đóng gói gửi cho anh chị. Thì tất cả những cái sản phẩm này là không hề có một cái chất bảo quản hết, em phơi khô và đóng gói gửi chị luôn. Đấy, tất cả những sản phẩm đây thì em cũng cân nhắc và suy nghĩ rất là nhiều, và em cũng xem giá thị trường em, cái giá chung cũng không phải là giá đắt nhất và cũng không phải là giá rẻ. Cái giá này thì em đưa ra là giá nó phù hợp với cái chất lượng của cái hàng bên em ở đây. Đấy, thì nếu mà anh chị nào có nhu cầu lấy những cái hàng này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0971 866 105, thì Zalo em cũng dùng luôn số này. Em cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.